Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nói cho các bạn nghe là tại sao lại không nên về Việt Nam để lấy vợ. Thì việc đầu tiên là chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì cái vấn đề có nên về Việt Nam lấy vợ hay không á, thì theo mình thấy á, là mình thấy không nên. Thì tại sao lại như vậy? Thì cái nhóm đầu tiên á, mà mình muốn nói tới là nhóm mà mấy anh em á, mà đã có vợ, có con rồi. Cái sau đó vì một cái lý do nào đó mà vợ chồng ly dị. Cái xong mấy anh này cứ đòi đi về Việt Nam. Thì mình mới quay qua mình hỏi chứ tại sao mà cứ ly dị vợ xong rồi mấy ông cứ đòi về Việt Nam mà rước vợ mới từ Việt Nam qua đây làm cái gì vậy? Thì mấy ổng mới quay qua mấy ổng mới nói với mình là trời ơi con gái Việt Nam á, nó hiền mà nó nghe lời chồng lắm, không có giống như mấy bà ở bên này đâu, cứ suốt ngày càm ràm rồi mình nói không nghe rồi thế này thế kia, cứ chửi bới rồi thì sẽ nó tao nghe tao nhức đầu tao khó chịu dữ lắm. Thiệt á chứ, mình nghe vậy xong cái mình thật sự mình chỉ có muốn quay cho mặt mấy ổng mà mình nói vậy chứ mẹ mấy ông bị điên hả? Cái càm ràm và nhai đi nhai lại á, là cái bản tính chung của phụ nữ, không riêng gì phụ nữ Việt Nam, tất cả phụ nữ của tất cả mọi đất nước trên thế giới ai cũng càm ràm hết á. Vì đó là cái bản chất của người phụ nữ là họ càm ràm chồng, đó là chuyện bình thường thôi. Còn mà tại sao á, cái người phụ nữ ở Việt Nam bây giờ á, người ta lại hiền từ người ta dịu dàng với mấy ông á, không biết tại sao không? Là tại vì á, ở Việt Nam á, là nó không có bảo vệ phụ nữ. Mấy ông làm chồng ở đó, mấy ông có quyền đánh vợ. Hiểu chưa? Mấy ông khi mấy ông đánh vợ, không ai can thiệp hết. Mấy ông về bên đó đánh, nó ở đây vợ tao, mày là nào, mày can vô làm gì đây, chuyện vợ chồng nhà tao. Không có gì để nói người ta đó. Còn qua bên Mỹ hả? Mấy ông thử mấy ông giơ tay, mấy ông chỉ cần suýt đánh nó thôi. Thì đảm bảo với mấy ông, 30 giây sau, cảnh sát nó sẽ tới và mày đánh vợ hả mày? Lên đồ mày. Ủa nhưng mà em chưa có đánh, em chỉ mới có hăm dọa nó thôi, em chưa có đánh. Thôi, mệt lắm mẹ, tôi không biết, mẹ cộng tay lại, lên phường giải thích. Rồi chưa hết đâu, thì khi mà mấy ông mà lấy mấy mà người vợ mới từ Việt Nam qua, thì thật sự lúc đầu á, họ không biết cái gì hết, họ không biết lái xe, họ không biết tiếng Anh, họ không biết, không có công việc làm, họ không biết gì hết, họ sẽ nghe lời ông. Nhưng mà sau đó á, thì họ cũng sẽ ra ngoài giao tiếp với bạn bè, cũng biết rồi, bắt đầu biết luật ở Mỹ rồi thế này thế kia. Rồi một thời gian sau họ lại tiếp tục leo lên đầu mấy ông ngồi như bình thường thôi. Cũng càm ràm rồi lại như vậy thôi, không có gì thay đổi hết. Thì tại sao phải đi về Việt Nam, tốn một mớ công, mớ tiền, mớ của, mớ sức lực của mình đi về đó để rước qua đây làm gì? Nói chung là nó không có đáng. Còn cái phần thứ hai á, cái này là dành cho mấy anh em độc thân. Thì mấy anh em độc thân qua đây xong rồi cái bắt đầu build up được một chút xíu, xong cái là nhảy về Việt Nam lấy vợ. Thì đối với mấy anh em này á, thì mình thấy là nếu mà thật sự mấy anh em có được một cái bệ phóng vững chắc của mình ở bên này, có nhà, có cửa, có công ăn việc làm ổn định, nói chung là thật sự ổn định thì hẳn về Việt Nam lấy vợ. Còn nếu mà mấy anh em mà chỉ mới có được một chút thì không nên về, là bởi vì các anh em là người Việt kiều. Thì khi về Việt Nam họ họ rất là chào mừng Việt kiều, là vì sao? Họ nghĩ Việt kiều lúc nào cũng có tiền hết á, trong đầu họ lúc nào cũng có cái định nghĩa về cây tiền. Mà cái định nghĩa về cây tiền mà nếu anh em là không biết thì có thể ghé lên đây để coi thử cái định nghĩa về cây tiền. Thì khi mà họ qua tới đây á, họ sẽ nghĩ là đây là một cái thành đất nước, thành phố thiên đường, họ có thể mà đổi đời ở đây. Nhưng sau đó khi qua đây các thấy anh em thì làm việc cũng có khả năng là vất vả, thì lúc đầu họ sẽ không có nghĩ gì đâu. Thì lúc đầu lúc nào chả vậy cũng phải khó khăn rồi. Nhưng mà sau một thời gian á, họ sẽ cảm thấy là cái cây tiền của anh nó không có được đẻ ra nhiều tiền lắm, họ sẽ đi kiếm những cái cây tiền khác, bắt đầu đi ra ngoài rồi đi làm rồi giao du bạn bè rồi thế này thế kia, sẽ có lời ăn tiếng nói đâm ra chọt vào nó. Tại sao mày chồng của mày mà nghèo mà khổ quá vậy, thôi để tao giới thiệu cho cái anh khác, rồi lại tiếp tục họ lại bỏ đi mất tiêu thôi. Thì tại sao mà công anh bắt tép nuôi cò, cò ăn cò lớn cò giò lên cây, công sức mình đem qua đây rồi mình chăm lo mọi thứ rồi sau đó lại bỏ đi với anh khác. Chính vì vậy cho nên là mình vẫn khuyên một câu là không nên về Việt Nam để mà lấy vợ qua đây. Những cái gì mình nói á, thì không phải là mình suy diễn đâu, hoặc là mình chỉ suy nghĩ đại rồi mình nói ra cho các bạn nghe đâu, nhưng mà thật sự nó đã xảy ra ở trên cái đất Mỹ này rất là nhiều, và đặc biệt xung quanh mình cũng đã thấy rất là nhiều trường hợp. Thì để mình kể luôn cho các bạn nghe luôn. Thì mình có quen một cái anh bạn đó, thì sau khi ảnh ở bên này ảnh làm ăn một thời gian xong ảnh quyết định về Việt Nam lấy vợ. Thì khi ảnh về Việt Nam ảnh lấy vợ qua rồi có con rồi, cái sau đó là bắt đầu sập sình,
Thì công việc của ảnh thì cũng làm ăn là bình thường thôi, cũng không khá lắm nhưng mà cũng không quá tệ. Nhưng mà vợ ảnh sau khi đi ra ngoài làm một thời gian rồi nghe, có thể là nghe bạn bè chọt ra chọt vào nói này nói nọ đó, bắt đầu cặp bồ với những người khác. Thì và bây giờ thì mình nghĩ là gia đình của ảnh cũng đã trên cái bờ vực mà không thể nào mà hàn gắn được nữa rồi. Còn một cái chuyện khác nữa là cũng là một người bạn cũng quen biết, thì anh này cũng là người độc thân về Việt Nam lấy vợ. Thì lấy vợ qua thì đâu là tầm chỉ có mấy tháng thôi là người vợ này đã quyết định ly dị với ảnh và đi ra ngoài sống, tại vì ảnh chỉ là một cái người mà bồi bàn ở trong nhà hàng thôi. Vì như vậy cho nên mình khuyên các bạn một câu là đừng có về Việt Nam lấy vợ, tại vì những người ở bên đó đôi khi họ chỉ có cần một cái gì đó ở bạn thôi, họ sẽ quyết định lấy bạn và đi qua bên này. Nhưng mà sau khi họ đã đạt được mục đích của họ rồi, họ sẽ không cần tới bạn nữa, họ sẽ vứt bạn ra đường như một đống rác vậy đó. Hãy có thể là lên mạng tìm kiếm những cái người bạn ở bên này, những chị em ở bên này, những chị em bên này rất là tốt, cũng là người Việt mà, thì quen biết ở bên này thì dù gì chị em bên này cũng biết ở làm việc sao, cũng là những người người ta biết, người ta đồng cam cộng khổ, người ta hiểu được cái đời sống ở Mỹ như thế nào, người ta sẽ không có mà đối xử quá tệ với các bạn. Và cũng cầu xin là chị em, nếu mà chị em đã có coi video này thì cũng có thể là chia sẻ rồi mở lòng ra, trải lòng ra với các anh em, để mà cho các anh em người ta có cơ hội, để người ta không có bị mà phải quyết định mà đi về Việt Nam lấy vợ qua đây để rồi sau này cuộc sống lại vướng vào bế tắc. Alright, chỉ có như vậy thôi. Like nếu các bạn có cùng suy nghĩ với mình hoặc là cảm thấy mình nói đúng. Có thể viết dislike hoặc để lại cho mình những comments ở phía dưới nếu các bạn cảm thấy có bạn có những cái suy nghĩ khác nó trái chiều với những gì mình đưa ra. Và đừng quên subscribe cho mình để có thể tiếp tục nghe được những câu chuyện chưa bao giờ được kể trên cái đất Mỹ này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại.